Vị ơi, nhà mà có bộ tượng Phật này thôi, Nhuận Đức nói đây là cái lộc lớn nhất của nhà quý vị rồi đó. Nhuận Đức nói cái lộc lớn nhất. Ở ngoài mà mình đi mua bộ tượng này khi cũng mấy triệu bạc đó quý vị. Nhưng mà chùa mình Nhuận Đức đặt á, tại gốc ngày xưa giờ người ta lấy tiền mình có 1 triệu một bộ. Mà chuyến này Nhuận Đức đặt gần 500 bộ à, một bộ 1 triệu vậy đó. Nó ai thỉnh là tặng, đúng không? Không có lấy tiền đâu, đừng sợ. Từ đó về sau cứ như vậy mà tu. Việc này ai cũng làm được gọn hơn luôn. Thấy chưa? Mà cái ngày mà tôn tượng lên á, nếu như mà mình có phóng sanh thêm cái nữa thì quá hay. Lễ Phật thời xong phóng sanh cái nữa là ngày an vị Phật rồi. Phật Bồ Tát từ bi thương chúng sanh, mình niệm danh hiệu Ngài là cúng dường. Rồi mình á, phóng sanh là đại cúng dường cho Phật Bồ Tát. Vậy là an vị Phật đặc biệt rồi. Nó nên á, mỗi một người á, có dịp đi đến đây, đây là cơ hội quý vị. Có khi cuộc đời vô thường, từ đây tới Du Lan biết Nhuận Đức còn sống hay không. Rồi có khi nói gì để vài bữa tôi thỉnh thượng Phật. Tới ngày đó chết queo rồi còn đâu cho thỉnh. Bây giờ có cơ hội thỉnh đi. Cái việc thờ Phật đừng có hạn. Mình thờ bộ tượng Phật trong nhà mình cái nghe, là từ đó về sau con cháu mình có theo gì mà nó thờ. Đâu có dám. Con cháu mình đâu có dám cái chuyện tầm bậy tầm bạ mà dám đem tượng Phật đi tầm bậy được chẹn. Nên từ nơi đó mà gia đình bị thờ Phật đó, nó đặc biệt dữ lắm. Hay lắm quý vị ơi. Rồi mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật mình á, nghe Pháp hai thờ là cái tâm trạng của người mình nó thoải mái dữ lắm. Nhuận Đức nói quý vị mà đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, quý vị đăng mở hết trơn, trời ơi nó vui gì đâu. Hiểu không? Đó, cho biết vui lắm á. Thật sự mà nói, bao nhiêu việc mà Nhuận Đức lúc nào cũng thoải mái. Quý vị nghĩ đi bây giờ, vì nhìn Nhuận Đức nếu mà buồn á, không có giả được đâu quý vị. Đưa lên cho Phật tử coi nữa. Thấy chưa? Tượng đẹp không quý vị? Tượng Di Đà quá đẹp luôn. Để cái mặt mình gằn gằn gương mặt Di Đà để mình giống giống Di Đà chút coi. À, Phật Di Đà ơi, mai mốt à, khi thọ mạng con đến, Ngài đến rước con nghe Phật Di Đà. Bây giờ cả đời của con mà đặt tượng của Ngài biết bao nhiêu mà nói. Ngài mà không rước con là con buồn lắm. Thấy không? Đẹp lắm quý vị. Đa phần con người ta ai cũng thích vàng 24. Nên Phật trong kinh nói rằng là thân sắc vàng rồng. Thấy không? Thì mình làm tượng cũng là tượng vàng 24. Màu vàng 24. Để đem bộ tượng về nhà, gia đình mình tự nhiên vui vẻ an lạc khi nhìn tượng niệm Phật. Rồi cái phước duyên từ đó mà phát triển, gia đạo làm ăn càng ngày càng tốt, khấm khá. Rồi lỡ chùa cúng dường nhiều Phật, ví dụ như mình nhìn tượng Di Đà, thì mình lỡ mình cái gì, mình sân si khó chịu này kia, mình nhìn tượng Di Đà, A là vô Di Đà là lượng, Phật là giác. Mình nói là mình thờ tượng Di Đà, mình có giác ngộ hay không? Đó, nhìn tượng là vậy đó. Có nghĩa là nhiều người nói rằng là bây giờ con thỉnh tượng về, rồi con á phải cần khai quang điểm nhãn cho Phật không thầy? Nhuận Đức nói chúng ta không có cửa đó. Phật khai quang điểm nhãn cho ta, chứ ta mà làm sao có khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật. Mình nhìn tượng Phật là mình giác ngộ, là tượng Di Đà. Mình nhìn Quan Âm là mình ác với ai, mình hỏi mình có từ bi hay không. Vì danh hiệu Quan Âm từ bi, khoan dung mà tha thứ. Mình nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát thì mình hỏi lại mình coi mình dụng tình hành sự hay là dụng trí hành sự. À, cả đời của người chúng ta khổ là do dụng tình hành sự không đó. Quý vị coi như nhà mình mà mình khổ vì con, vì chồng là vì cái gì? Tình cảm. Phải không? Tình cảm nó buộc ràng. Có người mình bị một cái tình cảm này nó buộc rồi, có người mình á. Đó. Mà Nhuận Đức nói nghe quý vị mà thờ Phật trong nhà nghe, Nhuận Đức nói mấy câu nghe. Mấy cô rảnh mấy cô cứ nhìn Phật đi. Tôi nói thiệt chứ hồi xưa tôi hô cỡ nào.
mà nhìn Phật giết mà đỡ hộ. Nhìn Phật giết cười mà hết hộ. Hồi sáng lại Quan Âm xong đi ra, mấy bà già bà bu lại, bà nhìn bà nói nè: ủa thầy đẹp mà đâu có xấu. Nó bây giờ niệm Phật nó đỡ rồi đó, chứ xưa ghê lắm. Nếu mà có cái máy chiếu á nghe, bắt cho quý vị coi cái dung nhan như Đức ngày xưa, gọi là cái dung nhan đó gọi là gì? Hoa nhường nguyệt thẹn đó. Cái bài giảng mà, cái bài giảng mà ngồi kia ở trong cái bình bông bự chà bá mà vặn bộ đồ lam á nhá không? Coi cái bài giảng đó nhìn. Quý vị coi xong một cái là quý vị khỏi ăn cơm. Biết cỡ nào rồi đó. Nhìn thấy ghê cỡ nào. Từ đó nên mà quý vị biết rằng niệm Phật giết mà còn có được. Thấy chưa? Mà sướng hồi xưa quý vị, những đức đi hai hàng. Kỳ lắm, nó đã ốm rồi mà đi gì đâu mà cái chân bẹt 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 cái đi. Cái gan dịch. Vậy mà tu giết bây giờ đi hàng rưỡi. Ngộ ghê không? Là cho đến đói bị ghê, cái người niệm Phật với nó có duyên, nó có phước, nó chuyển tướng quý vị ơi. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng rõ ràng cái người niệm Phật không? Hướng dẫn người ta niệm Phật chờ người quan hỷ. Những đức thấy cuộc đời mình sống vui ghê. Tự nhiên ai gặp mình thấy cũng vui. Đa phần gặp nhau thấy vui ghê. Không có cái gì mà cảm giác giác sợ gì chẳng chật. Mà không, mình tu mà người ta gặp mình ta sợ là thua nghe. Người ta quý thương mình nói người ta nghe. Người ta sợ mình nói người ta không có nghe. Vì người ta sợ mình là người ta tránh mình, chứ người ta đâu có nghe mình. Người ta thương người ta mới nghe. Quý vị công nhận không? Thương mới nghe đúng quý vị. Thương mới nghe. Còn sợ không có nghe. Sợ là người ta tránh mình thôi. Ta gặp mình đâu ta tránh mình ở đó thôi, chứ người ta không có sợ nghe mình đâu. Nó có đứa bé nhỏ xíu xíu nó ngoan ghê chưa. Ở đây là tôi đào tạo Phật tử bé đó, bà bé bỏng đó thấy chưa. Từ khi còn nhỏ đó mà mang thai là ở đây tu giờ thấy không. Ngồi nghe nhà Đức nói chuyện im re thấy chưa. Nó còn đứa nó đòn chị Mai đâu có tiêu à. Nó dễ mà dễ thương gì đâu. Mà con nít chùa mình công nhận gặp một cái là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng rõ ràng Phật A Di Đà tạo ra nhiều A Di Đà Phật. Thấy không? Rõ ràng không? Dù là Ngài ở cái cảnh giới cực lạc, nhưng mà tượng của Ngài, cái đức của Ngài mà gọi là chúng sanh vô lượng kiếp vẫn là tôn thờ cái đức của Phật Di Đà. Nên con người mình nó có một cái đức tin, mình bình an lắm quý vị. Những đức nói với vị nghe, vị thiếu đức tin là vị không biết nương tựa vào đâu. Nên con người sống trong cuộc đời này phải nương vào một cái đức tin. Phải có một đức tin. Dù cái đức tin đó đó quý vị mình không có thấy, nhưng mà nếu không có cái đức tin là quý vị sẽ bất an trong cuộc đời này lắm. Thí dụ như người ta ngoài đời người ta không có tu gì hết, nhưng mà người ta xảy ra chuyện gì người ta nói cầu ông chờ ơi, ông chờ, ông chờ, ông giúp giùm đi ông chờ ơi. Không, đó cũng là một đức tin. Còn mình học Phật có cái nền giáo dục quá rộng, tại sao mình không tin Phật? Mình phải có lòng tin Phật cho cực kỳ cao. Bây giờ mình đang còn sống ở cõi đời này mình sống gì? Mà khi cặn tử nghiệp của cuộc đời mình nghĩ tin chắc là Phật A Di Đà sẽ đến rước mình. Mình tin như vậy thì mỗi ngày mình sẽ niệm Phật à. Chính bản thân những đức nhờ bình an là nhờ từ đâu? Niệm Phật mà ra. Nhờ bình an là nhờ từ niệm Phật mà ra. Nếu những đức không niệm Phật sao những đức được bình an gì? Nó. Trời ơi. Như vậy lễ 1500 danh lạ, 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị có bị ê chân quý vị? Ê không? Sao như đức ê quá à? Ê nghe. Nó ê ê ê đồ gói ngộ kìa. Họ đi xuống cầu thang mà đi giống như đi như là người mẫu đi. Đi xuống cầu thang mà đi nó bước xuống nó không có dùng chân được. Bước mà bước cái chân thẳng vậy nè. Xuống. À, trời ơi nó ê ghê. Mà sao lại Phật hoài mà sao cứ mỗi lần lại Phật là bị sổ đùi, không biết đùi này đùi gì mà kỳ cục. Nào, mấy cô hay ha. Không ê gì hết luôn. Công nhận hay thiệt nha. Thấy không? Không ê vậy đó nghe. Chứ một hai ngày hết trơn rồi mà nó cái chân nó khỏe dữ lắm.
Rất là khỏe, không có sao đâu. Nó chiều nay còn có 500 danh hiệu nữa, hay không? Khỏe re. Sao đâu. Nè, quyết chí nghe. Rồi thấy cái chuyến này mình đi là ngon lành. Nhưng mà tính vậy chứ vị thấy hay ghê không? Ngày nay xong rồi, ngày mai á, là mình đi qua bên kia mình cộng tu là 11 giờ mình về ngon lành luôn. Quá đặc biệt mà quý vị. Tính ra cái thì cũng được qua hộ pháp luôn rồi. Cái nhiều người đoạn ở đây người ta cũng muốn qua hộ pháp đó quý vị. Mà nếu qua hộ pháp mà đi vòng vòng xong đi về ủ quá. Mà ngày mai lại ngay chủ nhật, sao bỏ được? Ngay chủ nhật sao bỏ? Đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ nghe một chút nè. Ai muốn thỉnh một pho tượng Di Đà thì cũng được. Nghe không? Ai muốn thỉnh bộ Tam Thánh mà như Đức khuyến vị nên thỉnh bộ Tam Thánh đi. Nên thỉnh Tam Thánh đi. Di Đà của Âm Thế Chí luôn. Trời ơi. Nhưng nhớ nè, ở nhà thí dụ như mấy cô thỉnh mà chồng có cho không? Hiểu không? Cứ hỏi coi chồng nó cho thỉnh không nghe. Chứ thỉnh về mà nó không cho thờ mà nó nói này nói kia cũng mang tội. Hiểu không? Nó phải cho. Nó còn mấy ông thỉnh thì coi vợ nó chịu không. Nhưng mà mình là đàn ông mình quyết định chứ đàn ông mà mình ông cũng quyết định một hai chuyện chứ gì đâu quyết định được là thua, hiểu không? Đó, quý vị thấy không? Chùa mình đông người vậy đó mà mấy anh em làm việc bên cạnh những đức mấy quý vị về đây quý vị thấy quý thầy mấy chú chùa mình dễ thương quý vị. Làm việc cực lực. Làm tối ngày, còn đêm có ngủ gì đâu. Khi quý vị đi nghỉ là mấy thầy mấy chú còn phải đi dọn dẹp. Còn phải đi dọn dẹp tùm lum chuyện. Nhớ không? Từ nơi đó mà quý vị biết rằng đó, mình về đây mình tu gì quý vị. Quý vị tu cũng có khi cũng thấy mỏi mệt rồi đó. Nhưng mà mấy thầy mấy chú còn mỏi mệt hơn. Thật sự luôn. Quý vị biết á, xong rồi cái này nè, phải chà hết mấy miếng niệm này. Chứ không chà đâu có được đâu. Tại vì bữa hẩm ướt mấy ngày nay nó hôi. Phải chà. Mà chà xong phải đi phơ. Trời ơi, phơ mà gặp mà nắng thì thôi, mà mưa cái đem vô, chút cái đem ra, đem vô, đem ra. Rồi nó nói cho mền đất mấy ngày nay nó cũng mồ hôi, mồ kê. Nó cũng có mùi chứ. Bây giờ phải lôi ra giặt. Ý những đứa muốn nói cho quý vị nghe để cái tâm quý vị khi mình về chùa mà gặp một ngôi chùa gì mình trân quý quý vị ơi. Trân quý. Những đức nói thật lòng chứ. Quý vị gặp Phật pháp hồi đó tới giờ quý vị đi chùa nhiều. Quý vị thấy ông thầy nào những đức nói không phải là khen mình nha. Nhưng những đức nói cho quý vị nghe chứ. Những đức là quá nhiệt tình với quý vị rồi đó. Quá nhiệt tình luôn rồi đó. Hết lòng hết dạ. Quý vị biết sao mà những đức hết lòng hết dạ không? Tại vì cuộc đời những đức sinh ra nghèo quá. Đời của mình đâu có được cái gì đâu quý vị. Nghèo mà còn tạo nghiệp. Khổ quá. Mình đâu phải là sinh gia đình nhà giàu vậy đâu. Nghèo quá trời nghèo. Ngày xưa quý vị biết những đức mà đi giăng câu á. Giăng câu ếch á. Còn nhỏ á. Đi vô trong đồng mà đi bằng đêm lủi thủi mình. Mà vô đồng đói quá. Đâu có đem gì đâu ăn đâu. Dính được con ếch. Kiếm lửa đốt lên. Con ếch nó vừa mới ăn trùng. Nướng dứt con ếch luôn. Cái sự sinh tồn của cuộc sống. Sinh tồn. Đâu có nước uống đâu. Múc miếng nước uống ở trong bờ lúa. Uống xong nghe cái mùi thơm thơm. Nhìn kế bên có đống phân chảy xuống. Cũng xong mà. Thế sao bây giờ? Sinh tồn mà bây giờ sao bây giờ? Thấy không? Con người ta từ khi còn nhỏ kiếm ăn khổ quá. Rồi lên thành phố làm mười mấy năm có được cái gì đâu khổ quá trời. Tuy là cũng ăn chơi nhưng mà thấy cuộc đời nó không có ý nghĩa chứ quý vị ơi. Bây giờ tự nhiên mình gặp Phật pháp mười mấy năm nay mình tu tự nhiên mình thấy sao Phật pháp hay quá. Từ một con người như mình mà bây giờ mà được người ta quý thương gì trời ơi. Làm bao nhiêu chuyện ý nghĩa trong cuộc đời. Tự nhiên mình thấy bây giờ trong lòng mình muốn đem Phật pháp mình chân thật mình. Hết lòng hết dạ mình trong cái cuộc đời còn lại này. Mình đem mình giới thiệu hết lòng hết dạ cho người ta.
thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cái nhân duyên của Ngài đặc biệt quá, nên dựa vào cái ngày lễ của Ngài để mà giới thiệu tịnh độ. Nhưng Đức làm đây là như Đức nhìn hình tượng Bồ Tát á, mà làm đó, dựa vào cái pháp hội Quán Âm mà để khuyên người ta niệm Di Đà. Vì đời như Đức niệm Di Đà mà, chuyên niệm Di Đà mà nhờ từ bắt cầu từ Bồ Tát Quán Thế Âm mà niệm Di Đà. Mà bây giờ mà được sống ý nghĩa gì nè quý vị, sống vui gì nè. Trời ơi, cuộc đời những Đức nói là mười mấy hai chục năm ngoài đời những Đức nghe, không bằng một ngày những Đức sống trong chùa. Một ngày những Đức sống trong chùa còn ý nghĩa hơn. Bởi vì giờ những Đức muốn đem Phật Pháp này giới thiệu cho quý vị. Mà hay lắm quý vị ơi, Phật Pháp giúp cho mình hết khổ, giúp cho mình thường vui mà không có khổ. Tại vì cái nguyên lý của cái khổ và cái vui mình hiểu rồi quý vị à. Nên tự nơi đó mà quý vị tiếp nhận Phật Pháp được là hay lắm. Nhất là chiếc máy nghe Pháp này nè, về mà cầm nghe, hoặc là ai có điện thoại thì đăng ký cái trang mỗi ngày nghe những buổi giảng này, nghe lại đi rồi vì sẽ thấy thấm thiết. Khi bị buồn nghe, bị nghe hết trơn buồn à. Tại vì Đức ưa nhắc cái câu là buồn cũng sống mà vui cũng sống. Vậy buồn sống làm chi, vui sống đại đi, đúng không? Chồng đánh cũng sống mà chồng không đánh cũng sống. Vậy thì nó đánh mình rồi, mình cũng phải sống. Mà sống thì vui mà sống, đừng có khổ sống làm chi. Niệm Phật nó mới vui nghe quý vị. Rồi cái đèn bông sen này nè, quý vị đặt, quý vị đem để bàn thờ ông bà mình á. Trên bàn thờ ông bà mình, tổ tiên mình còn nhiều người chưa siêu thoát đâu. Mình để cái đèn bông sen này để niệm Phật suốt trên bàn thờ, đúng không? Cắm ghim điện suốt luôn mà có đèn, bắt cái điệu niệm Phật, bắt lên cái là để bàn thờ suốt là ấm áp. Ông bà tổ tiên mình được siêu thoát, con cháu cũng thịnh vượng. Nó đi về chùa những Đức giới thiệu, còn máy niệm Phật là những Đức tặng à. Chiều nay là tặng á, thấy không? Đó. Tặng cái này mà lỡ thiếu một cái chắc á, không biết sao luôn. Thì thôi chứ làm sao. Nhớ nè, lỡ mà 20.000 cái máy niệm Phật mà nó thiếu đi, thí dụ đi, thì mình đừng có nói cái câu này nghe, xùi thấy ghê. À, mình ưa vậy lắm, xùi ghê. Đừng câu xùi làm chí, xùi gì. Mình không có thôi, mình mừng cho người ta được có. Xùi gì đâu xùi, hiểu không? Nó, mà trong cái máy niệm Phật đó nó có 3 bài pháp nghe. Kỳ này cái máy niệm Phật này có 3 bài pháp đó. Cái vị rảnh rảnh bật lên nghe đi, 3 bài pháp ngắn nó hay lắm á. Đó, nên từ nơi đó mà cái gì những Đức cũng nhắc nhở giới thiệu vì hết trơn rồi đó. Những Đức thấy những Đức gặp Phật Pháp đến với cái cuộc đời này, đối với chúng sanh là những Đức hết lòng. Ngày xưa những Đức coi công đoạn của Hòa Thượng Diệu Liên ở bên Đài Loan, Ngài có nói một câu. Ngài nói rằng Đức Phật A Di Đà phát lên 48 lời đại nguyện, tôi phát lên thêm một nguyện nữa. Bất cứ một chúng sanh nào thấy hình tướng của tôi, nghe tên của tôi, nghe tiếng của tôi, nhất định chúng sanh đó tôi sẽ đổ họ về tới cực lạc. Vậy thì bây giờ Ngài muốn làm được như vậy thì phải làm sao? Ngài phải về cực lạc, đúng không? Bây giờ chúng ta ngồi trong cái pháp hội này nè, chỉ cần một người trong đây về cực lạc thì cái lời nguyện đi rang luôn. Thí dụ như bây giờ những Đức đời này về cực lạc, 100% mỗi một chúng sanh mà chúng ta đã từng nghe qua mình, thấy qua mình, dù ở phương xa, dù ở đâu đi chăng nữa, duyên đó nhất định mình sẽ đến để tiếp dẫn họ, chắc chắn luôn. Vì Ngài Diệu Liên, Ngài nói rằng là Ngài sẽ đến, là đến với ai? Đến với Phật A Di Đà. Vì bạn là thánh chúng nên bạn sẽ cùng đi với Phật A Di Đà đến rước chúng sanh đó. Vì bạn ở chúng sanh đó có duyên nên bạn đến rước. Quý vị coi cái câu chuyện nghịch duyên mà mấy con heo nó đến rước bà đó, thấy chưa? Là vì sao? Vì nó có duyên với bà này. Nên bây giờ chúng ta ngồi ở đây vì đã có duyên rồi. Dù bây giờ ngồi tuốt ở dưới không thấy mặt nhân đức, nhưng nghe qua tiếng cũng có duyên. Vậy thì cỡ nào chúng ta cũng sẽ đổ nhau được hết, chắc chắn luôn. Thí dụ như mình đã có duyên chút rồi, duyên nó đến là mình đến liền. Nhưng mà quý vị phải về cực lạc mới đến được. Còn quý vị mà không về cực lạc thôi chịu thua,
Không về cực lạc là bó tay chịu thua quý vị à. Nên nhất định phải về cực lạc. Nên niệm Phật niệm Bồ Tát mà công đức lớn là từ đâu? Từ chữ nhẫn mà ra. Không nhẫn không có công đức. Nhớ nghe, không nhẫn là không có công đức. Mình về đây mình ăn mà hơi thiếu đi, mình nằm hơi chặt đi, gặp cái bà đó nói chuyện nhiều đi, gặp cái bà đó tu xong cái gì bà không tắm đi, nằm kế bên bà không tắm, mà khi bà ngủ bà đưa nguyên cái cánh bà ra. Không có mà. Có khi nữ nằm nhau ghê lắm, giống như xác chết trên cao nguyên. Nên á, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa mà khi mà ở trong một cái tiệc rượu, lúc còn ở hoàng cung, khi mà ăn uống no say xong thì bắt đầu là cung nữ đồ nằm ngã nghiêng ngủ hơ thay. Thì Thái tử Tất Đạt Đa ngày đi một vòng, ngày nói: trời ơi, hồi nãy mới đây nhìn một cái dung nhan diễm lệ yêu kiều, mà mới đây thôi mà nhìn như vậy, nhìn cô gái hồi nãy cười quá đẹp, mà bây giờ nước miếng nước mồm chảy tùm lum khi ngủ, trời ơi. Rồi tay chân thì tay đưa hướng Tây, chân đưa hướng Bắc, thì ghê. Không mà quý vị thử đi, nằm mà ngủ tập thể đông quý vị mà chưa ngủ được, quý vị quan sát thử coi, thì quý vị sẽ thấy người nữ mình cũng ớt. Có nhiều bà mới ngủ bà phành bụng ra, bà ngủ bà phành bụng ra mà. Nó ví dụ như mà chúng về chùa đông đông về những đức, buổi tối nhà Đức đi một vòng, nhà Đức coi thử coi ta nằm ngủ làm sao, chỗ ở làm sao. Thấy có nhiều bà tờ ở bà nằm kế cái tường, cái bà đưa cái chân mới lên tường, ngủ với bà ngủ ghê chợ. Đưa cái chân lên tường, còn một chân ở dưới, một chân lên tường. Rồi cái bụng thì đưa ấy cái áo kéo bụng lên. Mình nói tờ ở ngủ gì mà cái này mà có quay phim quay lại cái thôi, bó tay, thấy chưa. Nói quý vị thấy lúc mình ngủ là mình kỳ lắm, hiểu không? Nên Thái tử Tất Đạt Đa ngày nhìn cái ngày nói: ô thì ra vô thường, hiểu không? Nó thấy nước miếng nước mồm chảy tùm lum tùm la, ngủ gì thì ghê quá, thấy chưa? Đó, nên cái đẹp ở cõi đời này nó vô thường lắm, mới bị ô. Hiểu không? Chỉ có về cực lạc nó mới không già không xấu nghe. Giờ ai muốn về cực lạc đưa tay coi. À, ngon nghe. À, cái pháp hội này đặc biệt nha. Trời ơi, cả đời mà bao nhiêu để về cực lạc là tôi đi đến thế gian này khổ cỡ nào tôi cũng chịu được. Khổ cỡ nào cũng chịu được, nghe không? Những Đức nói thật nghe, dù những Đức ở đâu đi chăng nữa cũng hai bà giảng đó, những Đức sẽ giảng. Một câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Hai cái bài này là số 1. Nhớ. Tại vì sao? Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc mà. Hai cái đề đó là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Người mà tu tịnh độ mà nghe hai cái bài đó là không bỏ niệm Phật đâu, chắc chắn quý vị luôn. Nghe hai bài đó là không bao giờ bỏ, nó không bao giờ bỏ tịnh độ đâu. Mà bỏ hai bài đó chừng bỏ tịnh độ đó, bỏ tịnh độ đó. Tại vì những Đức lấy tịnh độ cô động lại hai cái bài đó để mà gầy dựng tín nguyện cho chúng ta cả đời niệm Phật. Mà chính những Đức nhờ học hai bài đó mà tính tâm kiên cố, kiên định sâu. Đó quý vị thấy không? Bước lên mà nói chuyện cũng lay quay cũng gần tiếng rồi đó. Sơ sơ gần tiếng đồng hồ, thấy không? À, thôi bây giờ á, ở đây thì cũng hầm nóng quá. Chúng ta giờ này cũng 10 giờ quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và cả bản thân Nhân Đức. Chúng ta sống trong cuộc đời này nhiều kiếp nạn lắm. Mong làm sao sự tu hành của chúng ta kiên định được cái tâm. Dù là trở ngại gì, dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, dù ở đâu cũng phải tu thôi. Vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Không tu không được đâu. Đời này mà đến cái cõi này mà mình mà không gặp pháp môn niệm Phật, không niệm Phật là đi đến đây vô nghĩa lắm. Dù có là ông này bà nọ giàu sang phú quý cũng vô nghĩa lắm. Cuối cùng đi đọa lạc rồi. Nó nên quý vị ngồi ở đây có những người mới đến lần đầu, những Đức phiên bị chân thật cố gắng niệm Phật đi. Câu Phật hiệu này hay lắm nha. Hay rồi, nó hay không tưởng tượng được. Câu Phật hiệu này hay dữ lắm, niệm đi. Hiểu không? Rồi quý vị niệm chân thành đi, rồi quý vị sẽ thấy cực kỳ đặc biệt, thù thắng lắm. Đi cuốc đất, đi trồng rau, đi làm cái gì cũng niệm Phật đi. Đi lụm rác cũng niệm Phật, đi buôn bán cũng niệm Phật. Cứ đeo cái máy niệm Phật nhà Đức tặng á, lúc nào cũng đeo. Lúc nào mà có người ta mà hơi khó xử chút để vô trong,
Có nhiều bà hỏi là có cái hình của thầy để vô trong được không? Nhưng Đức nói tôi không sợ ai hết. Tôi không có sợ, đừng nói thịt da mà tôi sợ. Tôi liều mạng lắm. Hiểu không? Nên từ nơi đó chúng sanh lợi ích, bản thân mình không có gì để nói tới. Hiểu chưa? Chúng sanh lợi ích, bản thân mình không có gì để nói tới. Những Đức nói cả đời, những Đức học Phật, những Đức không biết gì nhiều. Nhưng xin thưa quý vị, những cái hình thức đối những Đức thôi cho qua hết đi. Bản thân những Đức không quan trọng bản thân mình. Riêng bản thân những Đức không có quan trọng quý vị kính hay không kính. Quý vị cứ chân thật niệm Phật là quý vị sẽ tự có kính. Tự sẽ có kính cái tâm đó liền, chắc chắn luôn. Cả cuộc đời chúng ta đến cái cõi đời này, vị nhớ là cái tạo nghiệp của mình vô lượng kiếp nó nhiều quá. Nên cái cõi đời này mình tu mà mình muốn giảng sanh là mình phải gặp trở ngại nhiều lắm. Có gì cực lạ. Phật đã nói trong kinh là cái cõi đời này là ngũ trược ác thế mà quý vị. Nó là ngũ trược ác thế. Phật nói là ác thế, là thế gian này ác. Hiểu chưa? Đúng không? Bây giờ người thân mình đi sống bên nhau, vợ chồng mà có khi còn nghĩ thủ đoạn ác với nhau kìa. Khi con mà còn nghĩ nó ác với cha mẹ kìa, chứ đừng nói chuyện giỡn chưa. Mình nói thiệt, có khi cha mẹ mà có những người làm cha làm mẹ mà còn nghĩ thủ đoạn với con. Cái này là ngược luôn rồi đó quý vị. Không có cha mẹ nào mà đi nghĩ với con, nhưng mà thế gian này vẫn có luôn. Chứ không phải không có đâu quý vị. À, có đó, mà không nhiều nhưng có. Nhớ. Còn con mà nghĩ ác với cha mẹ là rất nhiều. Nó có thể có khi còn muốn chiếm của cải cha mẹ mà. Nên từ nơi đó Phật nói là ngũ trược. Trược là năm loại trược ác trong cái cõi đời này. Nhiều lắm. Kể ra sanh mặt sanh mạng. Rồi Phật nói là ác thế. Nên từ nơi đó mà cái cõi này quý vị muốn về cực lạc á, thì ở cái cõi này phải nhẫn mới được. Đúng không? Anh nhẫn mới được. Thật sự mà nói bây giờ quý vị mà phải nghe những Đức giảng là do gì? Những Đức giảng quý vị nghe được, dễ nghe. Và những Đức nói tóm lại là những Đức dễ tính, vui vẻ quý vị. Quý vị phái chứ gì chứ nha. Gần gũi á, như hồi tối á, những Đức lại Quan Âm xong nghe, mình thấy ra mình đi bộ với các cụ đi về ngon ghê trời. Đừng có đi xe. Nên mai mốt mà lại Quan Âm xong là phải đi bộ về. Đi bộ với các cụ vui lắm. Mấy bà già bà chạy theo nói nè, tàu hôm nay đi với thầy vui quá, vui quá. Mình thấy vậy rõ ràng nghe. Mình nhìn ra thì ra là càng gần gũi thì người ta càng thương quý vị. Mình càng gần gũi người ta càng thương mình. Thiệt á. Thật sự mà nói nghe quý vị, suốt 3 ngày mà làm việc những Đức cũng mệt. Không phải việc này không đâu quý vị ơi. Những Đức còn phải giải quyết nhiều việc lắm. Không phải việc này không đâu. Những Đức về phòng cái những Đức phải sắp xếp việc này việc kia tùm lum la. Bây giờ 4 ngày mà nó quy về 3 ngày. Còn một số đoàn mà cái chuyến đi này á, mình đi 4 ngày đó, thì ngày mai chúng ta qua bển chúng ta cộng tu chủ nhật xong chưa về. Khỏi lại cộng tu chủ nhật không. Những Đức cái gì chứ thừa sức đánh chặn, khỏi cần lo. Sẵn dịp mai chủ nhật cộng tu mà mình qua mình nghe bài pháp rồi thì, xuống nhà ăn ăn cơm bên hộ pháp. Tại vì nhiều người ta đến đây người ta cũng muốn qua bên hộ pháp quý vị. Những Đức nói vì nghe nghe, bữa nay tự nhiên mình quyết định mình sắp xếp gì. Chứ ngày mai mà nếu cái lượng người mà này mà đi qua bên hộ pháp hết á, những Đức nói không đơn giản đâu quý vị. Nội mà nhà cầu không biết mà đi ở đâu. Nói thiệt luôn á, ở bên đây là nó chia ra nhiều điểm đấy vị. Hiểu không? Qua bên kia là nói thiệt quý vị biết là nó nhỏ mà. Đó nên á, dụ như một số người ta về, còn một số đoàn á nó ghé ngang thì tối lại xong mình cứ ngủ lên đây đêm đi. Thấy không? Ngủ lên đêm đi.
Hoặc là một số đoàn nào muốn về thì về bên đó. Sáng mai nhà Đức cũng giảng pháp buổi với quý vị, rồi xong rồi cộng tu chủ nhật nghỉ. Cộng tu buổi trưa nghỉ rồi, 11 giờ trưa xong nghỉ rồi. Vậy thì cái chuyến đi quý vị đặc biệt mà bên đây đã lại xong rồi. Ôi ôi cái này là phiến mãi á nghe. Phiến mãi tiêu chủ nhật. Thấy không? Nhưng Đức nói quý vị nè, tối vụ lại xong thì một số người vì muốn ngủ đây thì ngủ dắt đi, còn muốn qua bển thì qua, nhưng đừng qua hết. À, tại qua hết nó chặt dữ lắm. Một số đoàn đó tôi còn số đoàn cứ ngủ đây cứ ngủ đi. Nó cỡ nào chưa đi qua bển thì 8 giờ rưỡi. Nhà Đức cũng lên giảng cho quý vị nghe thờ vui ngon lành luôn. Đó. Rồi trưa nay nè. Trưa nay nhà Đức kêu đem tượng Phật ở đây nè. Cho tất cả những vị ở xa được thỉnh tượng Phật đó. 4 xe tải bự. À. Rồi chiều nay á, những Đức đem máy niệm Phật qua đây luôn. Chiều nay là tặng với máy niệm Phật luôn. Rồi tôi chuẩn bị đâu 15.000 cái bánh. Bữa nay lại là cầm cái bánh ăn khỏi cầm ăn cơm. Bánh mì ngon lành luôn. Tổ tôi đặt bánh mì xịn luôn mà tao. À, chuẩn bị bên hộ pháp cho quý vị đó. Nhưng mà bên hộ pháp đổi chương trình lại chiều nay, nên từ nơi đó mà đem qua đây để giải quyết bên đây cái là xong luôn á. Đó. Chắc chắn rằng một số người ta cũng sẽ về bớt. Thì vừa ở bên hộ pháp cộng tu chủ nhật ngày mai đó. Ai ở đây mà ngày mai qua bên hộ pháp cộng tu chủ nhật đưa tay coi thử coi. Dữ vậy. À, rồi chúc quý vị luôn luôn an lạc nghe. À, không thấy vị vui là thấy mừng quý vị. Không nhận Đức làm như cái cảm giác ấy nghe quý vị. Mà khi mà qua mà nói chuyện với Phật tử cái là tự nhiên con người nó hừng hực cái tâm quý vị ơi. Không nhận Đức nghĩ cái thuyết pháp này nó không đơn giản đâu nghe quý vị. Nó làm người ta phấn chấn lên phải không, hừng hực lên cái tâm lên vậy đó. Trời ơi, có bà cụ già mà bà nói mà hôm mấy bữa nay mà bà lại được 1.500 lại. Nhiều bà già đều lại hết 1.500 lại rồi đó. Dữ dằn không? Đó. Quý vị nhớ nè, khi mình làm được cái việc này nó cũng mệt, nhưng mà trong tâm quý vị thấy nó xứng đáng cái cuộc đời của mình. Trong cái cuộc đời mình lại làm được cái việc ý nghĩa này quý vị, thấy nó mừng. Tự nhiên trong lòng khi nó mừng rồi, tự nhiên mình thấy mình không có mệt. Chứ trời, những đứa cũng mệt chứ. À, xiển niễn. Không có giỡn đâu. Cái chiến này mùa mưa mà không biết sao nó nóng lạ kỳ quý vị ơi. Quý vị thấy nó nóng không? Cái đạo tràng bữa nay thấy đẹp ghê. Tại vì cầm quạt quạt đủ nhiều màu á. Quay phim chắc đẹp lắm nghe. Nó mấy chú gà phim ảnh đồ ngon lành coi. À, quý vị ơi, chúng ta là người niệm Phật muốn gì cực lạc. Cuộc đời con người mình thường cười đi quý vị. Nhớ nghe. Cười là viên thuốc để trị bệnh buồn. Hiểu không? Mà buồn thì viên thuốc gì? Trị bệnh cười. Nếu như quý vị thường cười thì không có buồn, mà buồn là không có cười đó nghe. Chứ không có giỡn đâu. Đó. Nên á, mình ở cái cõi này mình tu vậy đó. Nhưng mình bước ra là bị khảo đảo. Mà tu bữa nào tu nhiều là khảo đảo nhiều. Tu nhiều là khảo đảo nhiều. Nên á, nên từ đâu đó mà tu ít thì khảo đảo ít, mà tu nhiều khảo đảo nhiều. Biết sao khảo đảo nhiều không? Vì con nợ nó thấy mình có dốt. Hiểu không? Thấy mình có dốt. Thí dụ như à, mình nghèo quá, người ta lỡ người ta đòi tiền hoài, thấy mình nghèo sơ nghèo sát, nhà toàn là rác. Thôi nhà nó nghèo quá đòi nợ chi cho nó mệt. Vậy mà quý vị vừa mới làm ăn có tiền chút đỉnh là nợ nó kéo ào ào đến đúng không? Đó. Đúng không? Nên quý vị lễ được 1.500 lại rồi.
thì bắt đầu không khéo nó vớt quý vị mắt sạch 1500 lạng. Bởi vì những đức mới giảng cái đề nè, vì sao niệm Phật niệm Bồ Tát công đức lớn? Vì nhẫn, vì nhẫn mới được, hiểu chưa? Nên những đức nói rằng cái cuộc đời những đức tu là những đức nhờ cái chúng mình, nhớ quý vị, nhờ quý vị, nhờ các cụ già, nhờ đại chúng trong chùa. Ừ, tại vì con người mình cái gì vì bản thân mình sao cũng được, mà mình nghĩ tới người ta quý vị. Mình nghĩ mình nói trước người ta dữ quá, mà mình đụng cái gì mình bực bội lên, mình làm không đúng, mình nói vậy là những lời nói mình vứt vô thùng rác hết, hiểu chưa? Nên bản thân của mình phải suy nghĩ cho kỹ. Từ khi là bản thân mình nó không còn duyên còn phước gì hướng dẫn ta tu thì cái đó không ai nói được mình. Còn cái cỡ nào mình cũng nhận. Nói chuyện sẽ ưa nói cái quá, ngộ nha. Mình nói chuyện toàn là mình nói cái, không thấy nói được nha. Biết sao mình nói cái không? Biết sao? Tại vì mẹ mình là cái, nên từ nơi đó mình nặng lòng với mẹ quá, nên cái gì mình cũng cái không. Nhớ không, mà thật sự nghe, tự nhiên mình niệm Phật niệm Bồ Tát, cái nhân duyên mình với chúng sanh dữ dằn thiệt ta, mình không ngờ luôn, thật sự mà nói không tưởng tượng được. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn thù thắng. Những đức nói người không có duyên niệm có duyên, người không có phước niệm với có phước. Mà cái phước duyên lớn nhất của mình là mình sống thường vui, con người thường hoan hỷ. Khi gặp cái sự cố gì tu nhớ nha, tu mà gặp cái sự cố gì mà chỉ cần lèo qua một cái là nó an lạc dữ lắm. Nó lèo qua một cái là nó an lạc lắm. Hồi sáng mà nhận được lại 500 danh hiệu đó, nó cũng lèo qua một cái. Cái đầu của nhận được lèo qua một cái. Hai giờ thức dậy, mấy thầy qua báo việc này việc kia. Xong nhận được nói giờ này cái đầu này sao đây, suy nghĩ đây, bây giờ phải làm sao đây, quyết định chạy qua bên hộ pháp thì kêu cái anh mà chỉnh âm thanh, anh Thanh qua. Wow, bật âm thanh, anh Thanh sáng nay làm 500 danh hiệu. Làm luôn, nghe quyết định luôn, tự nhiên nghĩ ra luôn, nghĩ ra nếu bây giờ nếu mà ngày mai coi chừng xe cộ này rồi cái số lượng người qua chùa hộ pháp mà quá đông đây lỡ có vấn đề gì phiền phức. Nhất là sợ nhất các cụ khi lại xong mà đi ra đường, bên đó xe hàng dữ lắm, xe container nhiều lắm, nó chạy ầm ầm ghê lắm. Nên mình sợ có chuyện gì lôi ra hết trơn luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tính con đường lâu dài quý vị, thấy không? Thôi kệ, cố gắng. Giống như mình cố gắng là mình dùng hết sức để mình tính ra để mình làm cái chương trình này, thì sao mà cũng tròn lời hứa 2000 lại. Mà nhờ vậy mà hồi sáng bật máy khỏe. Bật máy mà giống hình có nhận đức lại thiệt luôn quý vị. Bật máy hồi sáng á, lại mà trong đó pha trò quá trời luôn đúng không? Vui bộ giỡn đâu. Không mà ngộ nghe, mình mà bật máy không mà mình lại khỏe quý vị. Khỏe hơn là cầm micro lại. Tại cầm micro lại nó hút hơi thì sao? Mà lúc này làm như những đứt mọc hay sao mà nước trong người vậy, nó chảy hoài mà không hết. Trời ơi, vậy đâu mà nước nó chảy vậy đâu mà mấy cái áo nó cũng ướt hết luôn. Chảy đến mức mà lại mà dưới cái nền ướt luôn. Rồi áo mình mãi ướt nhẹp, cái gì nó cũng ướt. Ê rồi, trời ơi, người vậy đâu mà gặp cái quạt gió nó quạt. Nó nói chứ cũng khỏe đó quý vị. Nó quạt cái đó mà không có đơn giản đâu. Nó nên bởi vì chắc nó muốn gió nhập hay sao, nó muốn ói. Mà chuyến này lại sao nó khóc. Hồi đó như Đức lại đâu có vụ muốn ói đâu, mà chuyến này như Đức lại muốn ói á, ta lại lên cái lần là giống như đùa chứ. Mình ngộ kỳ chạc, thấy không? Mà hồi tối lễ cuối cùng khỏe, càng gì sao càng khỏe. Hồi tối á, càng lễ gì sao càng khỏe quý vị. No. Rồi sáng nay qua lễ 500 danh hiệu mà lễ gần xa, càng sao càng vui. Trời ơi, được 500 danh hiệu sáng thấy rồi, được, ngon à. Được rồi, thấy không? Vui vẻ an lạc thì kính à. Người ta khắp nơi nơi người ta nghe như Đức giảng, người ta vui, người ta an lạc, người ta gặp, người ta kính trọng ghê chưa? Rõ ràng người ta vui, người ta mới kính được quý vị ô.
Không vui sao kinh, thấy không? Thôi chúc quý vị an lạc nghe. Đúng chào tới hẹn gặp ở Cực Lạc nghe.